Để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chỉ đạo Viện Vũ khí triển khai nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy trợ thở. Sau một thời gian triển khai thực hiện, Viện Vũ khí đã cơ bản chế tạo được máy trợ thở di động đạt các chỉ tiêu kỹ thuật như nhịp thở, thể tích không khí đẩy vào phổi, tỷ lệ hít vào thở ra, bộ hiển thị các tham số bằng màn hình LCD, đặt tham số và điều khiển bằng nút bấm, nút dừng khẩn cấp, chuyển sang chế độ thủ công khi có sự cố, cảnh báo bằng âm thanh khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, máy hoạt động liên tục không có lỗi xảy ra trong 14 ngày, chạy nguồn điện 220V AC 50Hz, có pin cấp nguồn dự phòng chạy được ít nhất 1 giờ khi mất điện, khối lượng máy dưới 10kg, điều kiện vận hành từ 0 đến 50 độ C. Hiện nay, Viện Vũ khí đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng để hoàn thiện máy trợ thở đạt được đầy đủ các tính năng theo yêu cầu và đề nghị cơ quan chức năng cấp phép để sớm có thể đưa vào sử dụng, góp phần vào việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.